6 vậy thì mấy vào đây? À, 6 đúng rồi. Sắt đây mấy? 2 vậy thì mấy vào đây? 2 xong mình cân bằng nước thôi. 6 đúng rồi, tốt lắm. Thế các em hiểu bài chưa? Với H2O4 đặc là chất oxy hóa mạnh thì sắt sẽ lên sắt 3. Thế còn với Cu, bình thường các em thấy là Cu là đứng trước hay đứng sau hydro nhỉ? Nếu axit loãng có phản ứng không? À, không. Đấy, các em có thể chú ý thầy này nhá, là Cu cộng với H2O4 loãng. Nếu chúng ta không viết gì vào đây có nghĩa là loãng thì nó không phản ứng. À. À. Thế nhưng mà với H2S4 đặc thì các em thấy là nó có phản ứng không? À, đặc độ nóng thì là phản ứng bình thường. À, mày Dũng nè. À, CuS4 cộng SO2 trước cộng với H2O. Thế bây giờ em cân bằng nào? Không, em phải cân bằng bằng cách phân tích số oxy hóa. Cộng 6. Cộng 4. Mấy ai cho đổi? Em lấy đầu chữ cuối thôi. 6 dương 6 là trừ đi dương 4 thì mấy ai cho đổi? 2. Đây là bao nhiêu? Không, đây là mấy? Mấy mấy ai cho đổi? À, có 2, 2 2 thì gì? Để rút gọn đi, phải đây là 1, đây là 1 đúng không? Sau đó mình cộng S vào thôi. Cộng S, đây là 1, đây là 1 thì được mấy nhỉ? Ở 2, thêm 2 vào đây. À, xong thì em cân bằng nước thôi. Ở 2, đúng rồi. Đấy, thế là xong. Bây giờ chúng ta đến với tính chất thứ hai. Câu thứ hai là thể hiện thứ hai. Thể chất thứ hai đó là nó oxy hóa được một số phi kim. Đấy, oxy hóa được một số phi kim. Một số phi kim. Và người ta hay lấy ví dụ với ba phi kim em ạ. Đó là lưu huỳnh, phốt pho, carbon. Đấy, cụ thể đó là lưu huỳnh, phốt pho và carbon. H2S4 đặc cộng với lưu huỳnh H2S4 đặc cộng với phốt pho H2S4 đặc cộng với carbon. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cách suy luận nha. Nào, mình tính đã. Lưu huỳnh là dương 6. Lưu huỳnh là 0. Là cái cao, cái thấp thì nó sẽ về cái gì nhỉ? À, đúng rồi, nó sẽ về trung gian là dương 4. Nào, vậy thì bạn nào cho thầy sản phẩm nào? À, Quý Minh nào. À, dương 4 chính là SO2. À, cộng H2O. Thế sau đó mình cân bằng thôi. À, dương 6 đúng không? Về dương 4 thì là 2E trao đổi. À, dương à, không về dương 4 là 4E trao đổi. Một cái 2 và cái 4 rút gọn đi. Thì còn 2 vào gì nhỉ? 2, 1 thêm 2 vào đây. 1 đây, thêm 3 vào đây. 2 vào đây. Đấy, đơn giản thế thôi. Thế còn ở đây thì bình thường rồi. Lưu huỳnh dương 6. Đây là phốt pho 0. Lưu huỳnh dương 6 sẽ nhận E để chuyển thành lưu huỳnh dương 4. Thế còn phốt pho sẽ bị mất E để tăng lên cao nhất. Phốt pho là dương 5. Phốt pho cao nhất dương 5 nó là chất gì? P2O5 là trong điều kiện không có nước. Đấy, nhưng mà khi có nước thì P2O5 sẽ kết hợp với nước để ra. Vậy cuối cùng sẽ là cái gì? H3PO4, đúng rồi. À. Ngân nào. Đúng rồi, H3PO4 cộng cái gì nữa? Cộng SO2 cộng với H2O. Cái sản phẩm phụ ấy thường là có nước em ạ. Sau đó mình cân bằng bình thường. Em cân bằng với thầy thế nào? Đây cộng 5 này không mấy mét cho đổi. À 5 mét cho đổi đúng rồi.
cộng 6 về cộng 4 thì là mấy? 2. Phải chéo đi. Đây là 5 đúng không? Đây là 2. À, sau đó thì mình cân bằng phốt pho thôi. 2 phốt pho, cân bằng lưu huỳnh thôi. À, 5 lưu huỳnh. Xong mình cân bằng nước thôi. À, đây là 5 x 2 là 10, đây là 6, còn 4, 4 chia 2 được gì nhỉ? Được 2. Rất tốt. Đấy. Đấy, chúng ta đã xong phản ứng phốt pho. Hoàn toàn tương tự như vậy thì lưu huỳnh nó sẽ oxy hóa carbon để đưa carbon lên cao nhất là dương 4. Mà dương 4 thì nó chằm làm trong sản phẩm nào nhỉ? À, CO2. Thế tại sao không phải là H2CO3? Ừ, đúng rồi, vì H2CO3 là rất rất kém bền nên nó sẽ không tồn tại được. Nó chỉ có thể tồn tại nếu nó bền thôi. Vì vậy sản phẩm cuối sẽ là SO2, CO2 với nước. Nào bạn nào xung phong hoàn thành nào. À, thành nào. Vấn đề là cân bằng. À, CO2 cộng SO2 cộng HNO. Sách giáo khoa nhiều khi nó không trợ giúp được nếu như thầy hỏi cách phân tích số oxy hóa và cân bằng, sách giáo khoa nó không có điều đấy đúng không? À, thành cân bằng. À, C là 0 đúng rồi. S là cộng cộng 6 đúng rồi. Thế sau nào? Cộng 4. À, cộng 4 đúng rồi. Sau đó thì số oxy hóa thay đổi như thế nào? 0 lưu huỳnh đâu? Lưu huỳnh từ 0 đâu? 6 lên dương 4 mới trao đổi. À 2 e trao đổi, nhớ trong đầu thế. 0 thành dương 4 mới trao đổi. À, 4 thằng này là 2e, thằng này 4e thì mình rút gọn đi là còn 1 và gì nhỉ? 2 cho mình chéo đi. Chéo đi đây là gì? 2 chéo đi đây là gì? 1. À cho cân bằng carbon, cân bằng lưu huỳnh. Thêm 2 cân bằng H. À, 2 đúng rồi. Đấy, thế là xong. Đấy, tức là các em thấy rằng là H2O4 đặc nó oxy hóa rất là mạnh, nên nó không những oxy hóa được kim loại, nó còn oxy hóa được cả gì nữa, cả phi kim nữa. Thế có axit nào có tính chất như thế nữa không? Không có. Chỉ có H2O4 và thêm một cái nữa các em sẽ học ở lớp 11, đó chính là HNO3 đặc. Thì nó cũng y hệt như thế. Thế còn với những axit thông thường thì không có, ví dụ HCl hoặc H2O4 loãng thì không có tính chất đó. Bây giờ chúng ta đến với cái thể hiện thứ ba, đó là oxy hóa được nhiều hợp chất. Oxy hóa được nhiều hợp chất. Đấy, oxy hóa được nhiều hợp chất. Đây thầy sẽ cho một số các cái phản ứng đây. H2O4 đặc cộng với FeO H2O4 đặc cộng với Fe3O4 H2O4 đặc cộng với lại FeOH2 lần H2O4 đặc cộng với KBr. Đấy, đầu tiên là các em ghi thầy cái đề đã. Sau đó thầy sẽ phân tích và chúng ta lại tiếp tục. À, bây giờ thầy phân tích nhá. Các em thấy sắt ở đây số oxy hóa là bao nhiêu? À, dương 2. Dương 2 là số oxy hóa chưa phải là cao nhất của nó. Vậy gặp chất có tính oxy hóa mạnh thì nó tiếp tục bị
À, bị oxy hóa để nâng lên cao hơn, à, lên sắt 3 đúng không? Thế còn ở đây ấy, Fe3O4 thực chất nó là Fe2 và gì nhỉ? Và Fe3, Fe2 là làm trong FeO. Thế còn Fe3 tức là Fe2O3, đây là hỗn hợp cả sắt 2 cả sắt 3. Thì sắt 3 không phản ứng được nữa vì nó cao nhất rồi, nhưng sắt 2 thì sao? À, tăng lên được. Vậy thì sản phẩm của nó cuối cùng là Fe dương 3 hết. Đấy, chỉ là Fe dương 3 hết thôi. Thế còn sản phẩm phụ thì S ở đây dương 6 nó sẽ nhận được E và trở thành gì nhỉ? SO2, và sản phẩm phụ có H thì sẽ ra nước. Thế còn đây sắt, đây vẫn là sắt 2. Có tăng nữa không? À, có tăng tiếp. Thế đây này, cái K này này, K cộng 1 này là số oxy hóa nó là cao nhất của K rồi, không thay đổi được nữa. Thế nhưng mà cái BR ở đây là âm 1. BR âm 1 thì nó có thể bị mất E các em ạ. BR âm 1 nó có thể mất E, tức là nó cho E, đây là nó chất khởi. Lưu huỳnh dương 6 nhận E của BR âm 1. BR âm 1 mất E thì trở thành cái gì? BR0. BR0 thì nó tồn tại trong chất gì nhỉ? BR2. Thế vậy thì các em đã nắm được cái cách để tạo thành sản phẩm chưa? Nào, cụ thể nhá, bạn nào xung phong phản ứng trên nào. Ngoài Việt nào. Fe2, SO4. Tất cả 3. Cộng SO2. Cộng với nước, đúng rồi. Nào, sau đó em cân bằng thầy nào. Lưu huỳnh cộng 6 thành lưu huỳnh cộng 4. Thì mấy cho đổi nhỉ? 2, đúng rồi. Sắt dương 2 thành gì? Sắt 3 nhân với 2 thì mấy cho đổi? 2. 2, 2 mình tối giản đi. 1, 1. Đây là 1, đây là 1 đúng không? Phải không thêm nữa. Thêm sắt thôi. Đây là 2 là mấy? Đây sắt 2 đây là, thì đây là mấy? 2, đúng rồi. Lưu huỳnh cộng vào 3 cộng 1 là mấy nhỉ? 4. Thêm 4 vào đây. Cân bằng H thôi. Thêm 4. Đúng rồi. Cân bằng oxy thì chắc chắn là đúng thôi. Đấy, khi mà các em đã giỏi rồi thì cái bước cân bằng oxy có thể bỏ qua. Nào, tiếp tục. Bạn nào làm thầy cái này? À, Minh nào. Vẫn là Fe2, SO4 tất cả 3. Cộng SO2. Cộng HO, xong em cũng cân bằng. Cái này thầy dạy các em luôn rồi, muốn cân bằng nhanh thì các em nhớ là cứ ở đâu có Fe3O4 thì nó là mấy E cho đổi nhỉ? Không phải là 8 phần 3, đến 3 số oxy hóa. Thầy hỏi các em là để cân bằng nhanh thì các em nhớ thầy là cứ Fe3O4 thì mấy E cho đổi? 1. Đấy nhá. Cứ Fe3O4 là 1 E cho đổi, không phải nghĩ. Không phải phân tích số oxy hóa, không phải làm gì hết. Cứ nhìn thấy Fe3O4 là mấy E cho đổi? Là một, thế thôi. Nào, còn cái lại phân tích này, từ dương 6 thành dương 4, mấy trao đổi 2, vậy thì mình chéo đi, thêm 2 vào đây, cái này 1 đúng không? 6 chia 2 ra gì nhỉ? 3. 3 nhân 3 là 3 nhân 3 là 9 cộng với 1. 3 nhân 3 bằng 9, lưu huỳnh cộng 1 10. 10H chia cho 2, 10H nhân 20 chia 2 là gì? Đúng rồi. Đấy, thế là xong. Các em nhớ thầy là cứ ở đâu có Fe3O4 không phải nghĩ. Bao nhiêu trao đổi? 1 E trao đổi thôi cho nó nhanh, không phải tính trước cái cả. Cái Fe3O4 tính nó mệt lắm, nó là 8 phần 3 xong rồi trừ xong rồi nhân nó lâu. Các em nhớ luôn cho thầy. Thì sẽ nhanh hơn. Tiếp tục. Cái phản ứng thứ ba. Không có gì khác, sản phẩm vẫn thế, chỉ cân bằng hơi khác thôi. À, Ngân nào. Fe2 SO4 tất cả 3, đúng rồi. Cộng SO2 cộng H2O. Rồi, tốt. Số trao đổi của lưu huỳnh là 2, số trao đổi của sắt cũng là gì? Cũng là 2, rút gọn đi. 1, 1 đúng không? Và đây là 1, đây là 1. 2 vào đây. 4 đúng không? Xong rồi tính hero này. 4 x 2 là 8.
2 là 4, 8 cộng 4 được gì nhỉ? 12. 12 sau đó em chia cho 2 là 6. À, còn gì nữa không? Ok, bây giờ đến cái dưới này. KBR thì BR âm 1 như thầy vừa nói đấy, nó sẽ mất E. BR âm 1 sẽ mất E thành BR 0. À, Long tiếp nào. À, BR 2 chắc chắn rồi. Cộng gì nữa? À, H2O. Cộng SO2. Thế còn cái K thành cái gì? Ờ, K2 là 4. Rồi, sau đó mình cân bằng thôi. S cộng 6 thành S cộng 4, 2 trao đổi này. À, lưu hình âm 1 thành lưu hình 0. BR âm 1 thành BR 0. Nhưng mình nhân với 2 ở dưới thì cũng ra 2 trao đổi. Thì mình rút gọn đi. 2, 2, 2, còn 1, 1. Vậy đây là 1, đây là 1. Không cần thêm nữa. Đấy, sau đó thì mình cân bằng cân bằng K, đúng rồi. Ở 2, đúng rồi. 2K BR. Đấy, sau đó mình cân bằng S này. S là 2S. Vậy thêm mấy vào đây? 2 4H chia 2 được gì nhỉ? Được 2. Đấy, cách cân bằng siêu nhanh là như thế. Thế dạy các em cân bằng siêu nhanh chưa? Rồi đúng không? Thế là chúng ta đã xong tính chất của axit sulfuric đặc. Đấy, và đặc biệt là đun nóng. Thế còn khi axit sulfuric đặc mà để nguội thì nó tính chất đặc biệt. Tính chất đặc biệt của H2O4 đặc nguội. Của H2SO4 đặc nhưng mà để nguội. Đấy. Tính chất đặc biệt của H2O4 đặc nhưng mà để nguội nhá. Đặc nóng thì nó quá mạnh rồi. Thì nó oxy hóa được tất cả những gì thầy vừa nói đấy. Nhưng mà với H2O4 đặc nguội thì có một cái tính chất đặc biệt. Đấy. Cụ thể như thế nào? Đây. Có 3 cái kim loại. Có 3 kim loại. Đó là nhôm, sắt và crom. Ba kim loại này đấy, thì có cái tính chất đặc biệt khi tham gia phản ứng với H2O4 đặc để nguội. Như thế nào? Đây. Bây giờ thầy có một công nghiệm này. Công nghiệm này. Công nghiệm này đựng H2SO4 loãng. Đấy, và ống nghiệm thứ hai là thầy đựng H2SO4 đặc. Đấy. H2SO4 đặc. Bây giờ thầy làm một cái thí nghiệm như thế này. Đây, thí nghiệm này nhá. Cho đinh sắt nhá. Cho đinh sắt vào đây. Thì các em thấy đinh sắt sẽ phản ứng với H2O4. Fe cộng H2SO4 thành cái gì nhỉ? FeSO4 cộng gì nữa? Cộng H2. Vậy thì hiện tượng nó là cái gì? Có sủi bọt đúng không? Khí hiđro. Có bọt khí các em ạ. Có bọt khí sủi tăm. Mà nó bay lên. Sau đó thì người ta nhấc đi sắt này lên. Đấy, xong cho vào bình đựng H2SO4 đặc để nguội. Thì hiện tượng xảy ra là gì? Khi nhúng vào đây thì hiện tượng xảy ra là gì? Không có hiện tượng gì cả các em ạ. Đấy. Nó không sủi bọt gì hết. Thế nhưng bây giờ ta lại nhấc đi sắt này ra. Ta lại cho lại cái ống nghiệm ban đầu. Đấy. Nhấc ra cho lại ban đầu. Thì hiện tượng bây giờ xảy ra là gì? Sử tiếp.
Hiện tượng bây giờ là không có hiện tượng gì cả. Không có bọt nước gì cả. Có nghĩa là lúc đầu phản ứng bình thường, nhúng ở đây, ngâm một thời gian khoảng vài phút, xong người ta đưa trở lại, thì nó không còn phản ứng được nữa. Đấy, cái hiện tượng đó người ta gọi là hiện tượng, gì? À, hiện tượng thụ động hóa. Hiện tượng thụ động hóa. Đấy. Vậy thì bây giờ một bạn cho thầy biết hiện tượng thụ động hóa nghĩa là gì? À, Minh nè. Hiện tượng thụ động hóa là hiện tượng một kim loại phản ứng với axit bình thường. Đấy. À, đây thầy nói tiếp. Để thầy sau đó thì chúng ta có kết luận là Minh nói thế được chưa nhá. Hiện tượng thụ động hóa là hiện tượng một cái kim loại phản ứng với một axit bình thường. Đó là nhôm, sắt, crom là kim loại đứng trước hydro phản ứng axit bình thường. Thế nhưng sau khi ngâm vào H24 đặc để nguội, đấy, thì nó được bảo vệ và nhúng trở lại axit bình thường đó thì lại không phản ứng nữa. Đấy mới gọi là hiện tượng thụ động hóa, chứ không phải hiện tượng thụ động hóa là hiện tượng không phản ứng. Không phản ứng thì nó có rất nhiều cái không phản ứng, đúng không? Phải nói đầy đủ thế. Một kim loại phản ứng với axit bình thường, đấy, dễ dàng nhúng vào H24 đặc để nguội, sau đó đưa trở lại axit bình thường thì không phản ứng được nữa. Đấy gọi là hiện tượng thụ động hóa. Và các em ghi vào đây thầy, hiện tượng thụ động hóa là hiện tượng một kim loại, không phải một kim loại mà thôi, nói chung là kim loại, là hiện tượng kim loại phản ứng với axit thông thường. Đấy, nhưng sau khi ngâm vào H2SO4 đặc để nguội, thì nó không phản ứng nữa. Đấy gọi là tự động hóa. Thì có những kim loại nào có khả năng đó các em nhỉ? Ba kim loại nhôm, sắt, crom nhá, chỉ có ba cái này thôi. Ai giải thích được hiện tượng này? Ai giải thích hiện tượng này thì cộng cho 10.000 luôn. Không phải nói, không phải thêm gì. Chỉ cần giải thích được chính xác cộng 10.000 luôn. Đấy là nói về hiện tượng, chứ đã hỏi nguyên nhân đâu. Vì sao lại có hiện tượng đó? Vì sao lúc đầu phản ứng bình thường, sau đó ngâm vào đây quay lại không phản ứng? Vừa rồi thầy nói là chỉ là hiện tượng mình quan sát được thế thôi, chứ chưa thì giải thích được vì sao lại có hiện tượng đấy. Mày là Ngọc Linh nào. H2O4 ba lần là chất tan, nó tan vào nước, nó bảo vệ làm sao được? Fe2S4 tất cả ba lần là chất tan, đúng không? Nó chất tan thì mình nhúng vào axit loãng này, nó sẽ tan vào nước và nó sẽ chả còn bám ở trên được cái thanh sắt đó nữa, thì lấy gì bảo vệ, đúng không? Muốn bảo vệ được thì cái lớp bảo vệ nó phải bền, chứ còn nó chưa gì ra tan rồi thì bảo vệ làm sao? Đấy, các em suy nghĩ thêm đi, vào Google một search để cho các em dùng đấy. Đấy, lên lúc dùng máy điện thoại đấy. Đến lúc thầy cho thì tích cực mà dùng. Đến lúc không cho cấm thì cứ trộm, vụng trộm. Đấy, các em đánh là nguyên nhân hiện tượng thụ động hóa, xem nó như thế nào.
Đây là cái tính chất đặc sắc nhất của H24 đặc để nguội. À là từng người một nhé. Ưu tiên Linh nè, từng Linh nè. Không, đọc thì nói làm gì, đọc thì không có tiền. Em đọc xong em hiểu như thế nào em nói lại chứ, đọc thì thấy đọc được. À, thế được rồi, Việt nào. Oxit đấy là cái gì? Vấn đề là oxit rất bền, oxit đấy là cái chất gì? Rồi, nào Việt nào, à Minh nào. À, hiểu rồi, giơ tay. Việt hiểu rồi. Em là thích, em hiểu rồi, thích thế nào? Cái chất oxit rất bền đây là oxit gì? Nó là SO2 đúng không? SO2 nó là cái khí nó bay lên trời bền nỗi gì? Linh nào có hiểu không? Lớp màng ấy là chất gì? Màng em đọc xem nó là chất gì? Vừa nãy Linh đọc là có cái gì mà alpha an phức gì đấy. Thầy đang hỏi là chất gì thôi, chứ còn dạng tù hình nó quá sâu rồi không cần nói. Em nào? Nó là Fe2O3. Thế nhưng mà Fe2O3 em viết cho thầy phản ứng thế nào? Em viết cho thầy phản ứng thành cái gì? Fe2O4 tất cả 3 đúng không? Cộng H2O đấy. Nó tác dụng với axit, nó tác dụng với axit dễ dàng để thành cái muối tan. Vậy thì nó bảo vệ kiểu gì? Bảo vệ được rồi nó phải không phản ứng cơ. Đấy, nó mà phản ứng được thì nó bảo vệ kiểu gì? Đấy. Cái lớp màng ấy là oxit, mà oxit nó lại tan trong axit, vậy nó cũng vẫn tan, vậy thì bảo vệ kiểu gì đây? Bây giờ thầy tăng lên 20.000. Thầy đặt câu hỏi là giải thích hiện tượng đó. Đấy, và trong quá trình em nói thì em nói là tạo ra màng bền. Vậy màng bền nó là cái gì? Màng gì? À, nếu mà nói là màng oxit, vậy thì oxit gì? Đấy, Việt nào. Màng nước. Nước thì màng gì? Nước thì nó tan dễ dàng, nó bền đâu mà bảo vệ được. Các em hình dung nó bảo vệ thì cái lớp màng bảo vệ nó phải bền vững thì mới bảo vệ được. Vậy thì cái lớp màng nào bền ở đây? Thầy tăng lên 50.000. À, Thành nào.
đọc lên, đọc to cả nhóm nghe nào. Em làm sao em phải thuyết phục được bạn cơ, thuyết phục được các bạn thì em sẽ được cộng 50.000. Thế còn em đọc thế thì các bạn có thiết bị thuyết phục không? Không, nhưng mà thầy thấy hiểu là được. Đấy, thầy thấy chưa thấy hiểu. Ok, thế thì bây giờ thầy gợi ý nha. Thầy gợi ý từng ý một này. Tí thầy quyết định mà. Nào, bây giờ các em tập trung đây, các em nhìn vào đây cho thầy nhá. Tập trung nhìn bảng này. Đầu tiên là các em thấy có một cái đinh sắt cho vào dung dịch H2O loãng thì có phản ứng không? Có, có bọt khí sinh ra rất dễ dàng. Đấy, các em hình dung ra là nó cái bọt, nó có cái bọt bám quanh đây bay ra cực kỳ dễ dàng. Thế sau đó thì người ta nhấc nhấc cái bọt nhấc cái kim nhấc cái cả này ra. Đấy. Sau đó thì người ta đưa vào đây. Đấy. Vậy các em thấy có hiện tượng gì xảy ra không? À không, nhưng phải ngâm một thời gian các em ạ. Nhấc xong rồi đưa ngay trở lại không được đâu. Ngâm vài phút. Ngâm vài phút. Sau đó thì người ta đưa trở lại đây. Đấy, thì có hiện tượng gì không các em? Ở lúc này người ta lại chả thấy bất kỳ một hiện tượng gì. Vậy thì vấn đề là tại sao? Đơn giản thôi. Thôi không không ấy nữa, hết thời gian vào mạng rồi, cất. Đây, vấn đề là như này. Nó tạo ra một cái lớp màng bảo vệ như thầy nói và các em xem ban đầu đúng đấy, tạo ra một cái lớp màng bảo vệ các em ạ. Đấy, lớp vàng màu đỏ như này, bảo vệ. Khi ta đưa cái đinh sắt trở lại thì các em thấy cái lớp màng bảo vệ này nó có bị phá vỡ không? À, không, không bị phá vỡ, nó rất là bền. Thế nhưng nếu mà ta đưa trở lại cái này mà ta đun nóng cái ống nghiệm này lên, đun nóng ống nghiệm lên thì cái màng này bị phá vỡ, phản ứng bình thường. Đấy, nguội thì không được, nhưng mà đun nóng thì phản ứng bình thường. Vậy cái lớp màng này rất bền, nhưng mà có phải là quá bền không? Vẫn có thể bị phá vỡ bình thường nếu axit là gì nhỉ? Axit nóng, axit đặc của đè nóng. Ok, vậy thì cái màng ấy bản chất là cái gì? Màng bản chất nó chính là Fe2O3. Đấy. Thế nhưng mà Fe2O3 lại tan trong axit, vậy thì nó bảo vệ kiểu gì? Vậy thì nó bảo vệ kiểu gì đây? Tại sao bảo vệ được? Bởi vì bản chất của Fe2O3 là một oxit dễ dàng tan trong axit. Vậy thì nó bảo vệ như thế nào? Tại sao bảo vệ được? Lúc đấy người ta bắt đầu người ta nghiên cứu sâu về cấu trúc của nó các em ạ. Nghiên cứu sâu hơn, cái quan trọng nhất nó ở chỗ này này. Các em có biết carbon không? Là cái gì nhỉ? Carbon là C đúng không? Là một phi kim. Từ carbon này có thể tạo ra được cái gì? Tạo ra kim cương đúng rồi. Kim cương. Và thứ hai là than. Than chì, than đá. Các em thấy kim cương và than nó có khác nhau không? Vô cùng khác nhau đúng không? Cái này thì là rất cứng, rất bền, rất đắt tiền. Thế còn cũng là cùng một mẹ thôi, nhưng mà cái anh than này thì rẻ, mềm, rất dễ dàng bị đốt cháy các em ạ. Thế kim cương đốt không cháy đâu. Cho axit vào kim cương nó cũng không bị phản ứng. Nó cực kỳ bền. Vậy thì các em đã hiểu vì sao cùng một carbon, cùng là nguyên tố carbon này mà kim cương và than chì thì khác nhau thế chưa? Để do cấu trúc của nó các em ạ. Cấu trúc của kim cương là cấu trúc hình tứ diện. Cấu trúc hình tứ diện nó như thế này. Đấy, cấu trúc hình tứ diện. Đây, các cái nguyên tử carbon nó cấu trúc hình tứ diện như thế này. Đấy. Hình tứ diện rất là bền. Thế còn đối với than chì thì cấu trúc hình lớp các em ạ. Cấu trúc hình lớp nó như thế này. Cấu trúc hình lớp. Tổ ong đấy, chính xác là tổ ong đấy các em ạ. Đấy, các lớp nguyên tử carbon thành từng lớp. Và các lớp này gần như là nó xếp chồng với nhau thôi, chứ nó không liên kết gì với nhau mấy.
nên nó dễ dàng nó bị gãy. Vậy thì các em đã hiểu rằng là cái cấu trúc có quan trọng không? Cấu trúc vô cùng quan trọng. Đấy, các em thấy cái quả trứng đấy, cái quả trứng đấy, các em thấy là nếu như mà mình tán phẳng ra thì nó có bền, nó có chắc không? Rất là kém đúng không? Nhưng mà khi nó cấu trúc hình cong như thế thì nó rất là bền, để nó bảo vệ được dễ dàng. Kể cả cái tờ giấy này cũng thế, nếu mà các em để phẳng này thì nó rất là yếu đúng không? Nhưng mà các em gấp lại thành hình tam giác này chẳng hạn, các hình tam giác thì nó rất là vững. Vậy các em thấy rằng là cái bản chất cũng quan trọng, nhưng mà cái quan trọng nhất chính là gì nhỉ? Là cấu trúc. Đấy, vì vậy mà người ta xây cầu ấy cũng là bằng bê tông, nhưng mà người ta không xây phẳng này, mà xây gì nhỉ? Cong này, nó vững hơn rất nhiều. Đấy, thế thì ở đây này cũng là Fe2O3 các em ạ. Cũng là Fe2O3. Cũng là Fe2O3, cũng là oxit cả. Nhưng mà cái oxit tạo ra ở trong cái ống nghiệm mà có hai con đặc này, nó lại có cấu trúc rất là bền vững, cấu trúc đặc biệt, cấu trúc rất giống với kim cương. Đấy, vì vậy mà nó khác với oxit bình thường. Oxit bình thường thì cấu trúc hỗn độn. Vậy thì hai cái oxit, một cái oxit bình thường và oxit tạo ra từ cái phản ứng này thì theo em là cấu trúc khác nhau không? Có khác nhau. Cấu trúc tạo ra từ cái phản ứng với H2O4 đặc này nó rất là bền. Vì vậy nó có đủ sức để bảo vệ khi ngâm vào axit loãng không? Đủ sức để bảo vệ. Nhưng mà vì nó chỉ là oxit thôi nên nó không phải quá bền. Nên khi ta đun nóng trở lại thì làm sao? Nó sẽ bong và nó vẫn phản ứng bình thường. Đấy, các em hiểu vấn đề chưa? Ok, thế xong rồi. Thế thì điểm số cho các em, tiền thưởng cho các em là các em tự nhận xem các em được bao nhiêu phần trăm xong những gì thầy nói. Bạn nào nói được là tạo ra lớp màng oxit bảo vệ thì cộng thêm cho 2.000. Nha. Linh là một thầy, ai nữa? Em nữa. Được rồi. Đấy là thầy trả công cho các em tìm mạng đúng không? Được, mọi người cộng thêm 2.000 nữa. Ok, thế xong nhá. Vậy thì các em bổ sung vào đây cho thầy. À, mà ngoặc ra là do nó tạo được lớp màng Fe2O3 có cấu trúc bền vững bảo vệ. Đấy, thầy dạy cực kỳ kỹ luôn để các em hiểu hiện tượng này. Đấy, thế là thầy sẽ dạy cơ bản là xong phần lý thuyết nhá. Bây giờ thầy giao bài tập về nhà. Thầy giao bài tập về nhà cho các em nhá. Bài tập về nhà. Hôm trước các em làm đến 132 rồi đúng không nhỉ? Bây giờ thầy xem nào, đến đâu rồi? Bạn trang 2. Bây giờ đến trang 143 nhá. Rồi. Bài tập trang 143. Trang 143. 138 là có cái gì? Cho thầy xem. Cả 138 nữa. Cả 138 nữa. Đằng nào các em làm trên lớp vẫn phải làm, ở đây cũng phải làm thì làm đi. Bây giờ nhiệm vụ tính tiền thưởng của các em này, các em ghi chép bài đầy đủ, các em được cộng 8.000 nhá. Xung phong bao nhiêu lần thì cộng thêm bấy nhiêu tiền.
Bài tập hôm nọ nếu mà thầy chưa kiểm tra mà bạn nào làm thì cộng thêm cho thầy 5.000 vào. Ừ.